Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Đó là lời Chúa. Tôi chính là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành thì thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, hôm nay là bổn mạng của giáo họ chúng ta. Thì khi tới đây thì có nhiều người mới hỏi chúng tôi rằng: Cha có thấy về đấy họ chúng con có thấy khác gì năm ngoái không? Có khác gì trước kia không? Dạ khác nhiều lắm. Khác về những thay đổi diện mạo của trong giáo họ chúng ta, nhưng khác về những cái chiều sâu của đời sống đức tin. Bởi vì Chúa hứa ban cho chúng ta những mục tử nhân lành. Và hiện nay mặc dù chúng ta chưa phải là giáo xứ, nhưng như cha chủ tế đã nói, cũng giống như một giáo xứ, Chúa cho chúng ta có một vị mục tử đến đây sống cùng với chúng ta, sống chia sẻ với chúng ta, sống nâng đỡ chúng ta, và đặc biệt thay Chúa để cùng với chúng ta làm cho Chúa Giêsu Kitô, làm cho bước chân của những người rao giảng tin mừng được đẹp như bài đọc một mà chúng ta nghe hôm nay. Giêsu dân em hoang tàn, nhưng từ nay rực lên ánh sáng, bởi vì nơi đây đã có những niềm vui, những sức sống và những hoạt động rất đáng tự hào và rất đáng khích lệ. Đó là tại giáo họ chúng ta đây. Chúng ta thấy mặc dù là hôm nay không có kèn, kèn là kèn hôm qua rồi, tối qua kèn hôm qua rồi, hôm nay kính thánh quân thầy, rồi tối nay thì lễ của ai con nhỉ? Tối nay lễ gì con? Biết không? Tối nay lễ bổn mạng của thiếu nhi thánh thể. Cha chủ tế đầu tiên nói vào đây nó thấy cái sức sống của thánh thể. Thì tối hôm nay cha xứ sẽ cử hành thánh lễ bổn mạng của thiếu nhi thánh thể. Mặc dù có số ít thôi, nhưng mà chúng con cũng rất đáng được trân trọng tổ chức thánh lễ kiệu thánh thể. Và mai còn có chén nữa cơ. Đây là con, nên là đất có vàng không bằng làng có cụ là thế. Làng có cụ của tổ chức nó đâu vào đấy à? Bổn mạng của giáo xứ, rồi bổn mạng các đoàn hội, dâng hoa ra dâng hoa. Hôm nọ dâng hoa được chén đúng không? Dâng hoa cho chén là dâng hoa. Có lễ rồi có liên hoan, rồi thiếu nhi thánh thể, ban trùm, ban kèn, ban trống vân vân. Đó chính là những mục tử mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta. Và cũng muốn từ qua mục tử này, mỗi người chúng ta trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước. Noi gương thánh quan thầy của chúng ta là Thánh Antôn. Thánh Antôn thì có nhiều tước hiệu lắm. Bài ca nhập lễ, ca đoàn hát, Thánh Antôn là tiến sĩ tin mừng chưa đủ, thiếu. Ông này ít nhất tôi đọc ông này ba tước phụ cơ, ba cái tước hiệu tiến sĩ của ông cơ. Ông này ba tiến sĩ, ba tước tiến sĩ. Đầu tiên ông là tiến sĩ phúc âm, đúng rồi. Ca đoàn hát là tiến sĩ tin mừng được rồi. Ông là tiến sĩ hội thánh và đồng thời ông là tiến sĩ tình thương. Tiến sĩ tình thương, tiến sĩ về phúc âm chúng ta khó đạt được lắm, bởi vì ở đây kể cả cha xứ của chúng ta ấy là người đi du học á, mà cũng chưa có bằng tiến sĩ kinh thánh. Thì tiến sĩ rất khó, tiến sĩ hội thánh
cũng rất khó. Nhưng mà tiến sĩ tình thương thì ai trong chúng ta cũng làm được à? Ai trong chúng ta cũng làm được. Mà đặc biệt ở cái nơi khiêm tốn này, ở cái nơi gọi là cái vùng trũng này, ở giáo họ này, nhưng mà vẫn từ đây có thể phát xuất ra những người kiệt xuất, những người đem lại niềm vui và ánh sáng đức tin cho cả vùng lân cận ở đây, cả cái vùng khu vực đại hội này, cả cái vùng Tân Thành này. Chúng ta cần phải có ánh sáng, cần phải có những người đi rao giảng tin mừng. Tôi cũng rất thích ở trong giáo họ này có mấy cô ấy, cô đi cô lấy chồng bên kia, lấy chồng bên cách bên bên Đông Trại ấy, cháu nó răng nó giỏi thế, nó người đại hội ấy, đại hội chúng ta ấy, nó răng nó tổ chức cho các em các cháu ca đoàn, nó dạy hát á, nó tổ chức thứ như thánh thể, mà người đại hội chứ người đâu đó, người đại hội đấy. Thế nên là ở giáo hội đại hội này và Tân Thành cũng như mấy cái họ đây, ông Thanh Phaero, Đông Cơ, Thủy Cơ đây, nên có một ban kèm. Đấy, để sang năm mình không phải mượn Đông Trại nữa chứ. Đông Trại năm nay là hôm nay nó không sang được bởi vì nó phải đi làm công ty. Đấy, băng này, thế cha sư bảo thế chả nhẽ là vừa hát lễ vừa thổi kèn nào. Ôi, các bà nhà ta là hai tay ba bếp còn tròi gạch cua cơ mà. Hai tay ba bếp còn tròi gạch cua. Thổi kèn trong bỏ kèn đấy, hát. Hát ca nhập lễ xong thổi kèn tiếp. Về lại còn cơm nước cho chồng con cơ. Lại còn tiếp làm cơm tiếp đãi khách cơ. Hai tay ba bếp còn trò gạch cua, phụ nữ phải thế. Đấy, ông Thanh An Tôn anh vậy à, ông khiêm tốn à, bắt đầu từ ngày rất khiêm tốn à. Nhưng mà Chúa nâng kẻ khiêm tốn lên. Ông đi tu, tiểu sử của ông thì phải biết rồi, ở đây phải biết. Cha xứ đây thế nào cũng phải mở cuộc thi để học tiểu sử ông Thanh An Tôn. Có một cái điểm mà ông ấy rất là khiêm tốn, mà người khiêm tốn là Chúa cất nhắc lên. Ông đi tu, làm linh mục là ông đi ông quét rác, ông thổi cơm, ông cũng hai tay ba mốt ba bếp còn trò cái cua cơ. Nhưng mà chẳng may hôm ấy ông đi dự cái lễ là lễ truyền chức ở cái vùng Phép Ly, thì lễ truyền chức của các cha dòng Phan Sinh và dòng Đa Minh đông lắm, rất đông người dự, các quan chức, các cha, các thầy, các giám mục. Nhưng mà cái vị giám mục hôm ấy được mời giảng thì ông lại đến viện trường ông ốm. Ông báo với ông cha chủ tế xin lỗi nhé, tôi ốm tôi không thể đến được, nên là tôi nhận lời giảng nhưng tôi không thể đến được. Thế là ông cha chủ tế, đức cha chủ tế mới chỉ cái thầy Casimiro là giám tỉnh dòng, vậy thì ông phải giảng thôi. Ông này bảo tôi chịu, không soạn trước thì chịu, bó tay. Thế là ông nghĩ bảo thôi thì bây giờ thế này, là cử cái tay An Tôn, tay này nó chỉ làm bếp thôi, nó quét rác thôi, nó làm công việc bình thường. Nếu nó giảng hay thì nhà dòng mình được danh tiếng, mà nếu nó giảng dở thì bảo ôi giời ơi, cái thằng quét rác ấy mà nó giảng thế nào chả được. Thế là như ông Thanh An Tôn rồi, vâng con xin giảng. Nhưng mà giảng hay quá, thể dạy cực kỳ hay, hay nói mà các đức giám mục cho các thầy các cha há mồm ra nghe. Bắt đầu từ đấy tiếng tăm ngài được lừng vang cái vùng Ý và vùng Pháp, đi đâu cũng nhờ ông An Tôn ông giảng. Ông giảng hay đến nỗi là đến đâu ấy là cửa hàng đóng cửa, công nhân nghỉ, nông dân nghỉ để đi nghe ông thầy An Tôn ông giảng. Và ông giảng ở nhà thờ không đủ, đem ra ngoài đê kia cũng không được, bởi vì không đủ người, phải đến cái vùng thật rộng mà ông giảng một lúc cho 40.000 người nghe, không micro gì cả. Ông giảng uyên tâm, ông hay tiến sĩ tin mừng, nhưng nó xuất phát từ cái trái tim của ông ấy là trái tim yêu thương, tiến sĩ của tình yêu thương, nên ông ấy giảng, ông khuyến khích được rất nhiều người trở lại. Và ông là tiến sĩ hội thánh nữa, bởi vì ông ấy trở nên cái lưỡi của ông ấy, cái lưỡi của ông trở nên một cái lưỡi mà cho đến ngày hôm nay vẫn không bị tiêu hủy. Ông ấy qua đời năm 1231 và 32 năm sau, tức là năm 1263, thì ông thánh Bonaventura ông ấy cho khai quật cái mộ của ông thánh An Tôn lên, tất cả các thứ khác tiêu hủy hết, riêng cái lưỡi của ngài là còn nguyên,
Thế là ông đánh Bonaventura Big bay lại cái lưỡi đó và cho bọc vào trong một cái hộp hiện nay vẫn để ở Padua. Và cho ngày nay là 780 năm rồi mà cái lưỡi nó vẫn còn nguyên. Chúa giữ gìn cái lưỡi của ông ấy. Cái lưỡi của ông nó hay ấy. Cái là cái lưỡi đó lấy là cái búa để chống lại những lạc giáo. Cái búa, lời của Ngài như những chiếc búa nó sắc bén. Nó hay, nó làm cho người lạc giáo ăn năn trở lại. Nó sắc nhưng mà nó nhẹ nhàng, chứ nó không gay gắt. Và tiếng của Ngài lại là cái tiếng làm cho người ta ăn năn trở lại, làm cho gia đình được đoàn kết, làm cho xứ sở được mọi sự tốt lành. Nên Ngài là tiến sĩ tình thương qua cái lưỡi và câu hành động. Và Ngài nói, nếu giảng hay mà không làm được việc tốt cho người khác thì giống như cái cây kia, cành lá xum xuê mà không có quả là vứt. Cái nhãn này, cành lá xum xuê mà không có quả là vứt. Cây nó phải có quả, tốt nó phải có quả cơ, không quả khôn thua. Nên tôi mới thấy cái ông tiến sĩ Lê Thẩm Dương ấy ở trên mạng bây giờ rất nổi tiếng ấy. Ông nói, tôi thấy ông nói hay. Ông nói nó giống như ông Thanh An Tôn này. Ông nói là đạo đức, ông nào đạo đức thì đạo đức. Đạo đức là người thế nào? Không phải người nói nhiều, không phải là cái người mà cứ ngồi trong nhà thờ mà cầu nguyện. Đạo đức là người làm được gì tốt cho người khác. Đạo đức là điều làm được điều gì tốt cho người khác. Cha xứ chúng ta đây đang làm điều tốt cho người khác. Tôi hỏi chỗ cái nhà dưới kia, cái chỗ này làm gì đấy cha? Con dạy tiếng Anh. Làm tốt cho người khác. Dùng cái lưỡi của Ngài để mà dạy tiếng Anh. Dùng cái lưỡi của Ngài dạy trên chủng viện đã đành rồi. Dùng cái lưỡi của Ngài giống Thánh An Tôn để giúp đỡ các em thiếu nhi thánh thể. Học giáo lý là học trên nhà thờ này. Học văn hóa, đôi cánh văn hóa và đức tin để cho các cháu nó cân bằng trong cuộc sống. Người đạo đức là người làm được gì gì tốt cho đời, chứ không phải chỉ có mà nói nhiều. Tức nói như tôi thì ai chả nói được, nhưng mà làm ấy là quan trọng. Thì ông Thánh An Tôn ông muốn nói, nhưng ông ấy làm. Và hôm nay tôi chỉ muốn nói với các anh chị em về một điều, cái lưỡi của Thánh An Tôn mà thôi. Nên tôi mới nói với các chị rằng hai tay ba bếp còn tròi gạch cua, bây giờ đổi đi. Bây giờ là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là phải đổi. Con ngoan nhờ mẹ, cháu ngoan nhờ bà. Giáo dục gia đình quan trọng lắm, đem tin mừng cho gia đình nó quan trọng lắm. Con ngoan nhờ mẹ, cháu ngoan nhờ bà. Giáo dục từ tí trở đi cơ. Hay, ông nào bà nào mà bế cháu vào trong cha này, tôi cũng ở giáo xứ, có mấy người bế con vào trong chỗ tôi, bế cháu vào trong chỗ tôi, vào cái là bà ấy trước mặt cho trẻ em là bà chê con, chê con dâu luôn. Trời khổ lắm cha, ôi dồi ôi, mẹ nó đoảng lắm cơ, chả biết làm ăn gì, nó cứ đi chơi tối ngày, nó chẳng chăm sóc con cái, tất cả con phải lo hết. Tôi bảo bà ơi, nếu các cháu, tôi bảo các cháu con ra, các con ra ngoài kia chơi, cha nói chuyện với bà tí. Tôi bảo bà ơi, bà nói vậy là bà gieo vào đầu cháu của bà cái hình ảnh xấu về mẹ nó. Nó coi thường mẹ nó. Nó bảo mẹ nó là đồ ăn bám à. Mẹ đồ xấu vậy thì mẹ nó nói làm sao nó nghe được. Ở cái lưỡi này, cái lưỡi nó quan trọng vậy đấy à. Rồi, con lắm bà, lắm chị cũng lại dạy con, ui giời ơi khổ lắm cha, bố nó chán lắm cơ, suốt ngày chỉ rượu chè nhậu nhẹt rồi tất cả chẳng làm ăn gì, cái bóng điện hỏng không biết thay, con phải làm tất tật. Tôi bảo không, hỏng rồi, vậy là hỏng rồi, dạy con vậy là hỏng rồi, cái lưỡi mình hỏng rồi. Dạy con ấy, vậy thì nó lại coi thương bố nó. Nó bố chả ra cóc gì, bố chả ra làm sao. Thế là mẹ coi thường bố, thế là không được rồi. Dạy con là phải dạy như thế này này. Có một bà ấy, ông ấy cũng hay đi rượu chè cờ bạc lắm, lậu nhà đi loạng choạng về. Về đến nhà ông ấy thấy trong nhà có tiếng xì xẻo. Ông bảo thằng nào đây, thằng nào lén chén với vợ tao đây, quả này chết với tao. Thế là ông hé cửa ông bước vào. Ông hé cửa ông trông vào. Ông trông vào thì ông thấy vợ với lại ba đứa con đang quỳ cầu nguyện. Cầu nguyện mẹ nó dạy, con à, con cầu nguyện cho bố con đi. Bố con vất vả vì gia đình mình,
bố đi làm bây giờ bố chưa về, mẹ con mình ở đây mà bố đi làm giờ mà chưa về, con cầu nguyện đi. Vậy là quỳ xuống đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho bố. Ông bố ở ngoài ôm mặt khóc rưng rưng. Vợ mình nó tốt thế, con mình nó hay thế, mà tại sao mình tồi tệ thế này? Dạy con kiểu đấy, đây là cái lưỡi của Thánh Anton ấy, thưa quý cụ ông bà và anh chị em. Rồi chúng ta cũng thấy ở nơi đây, tôi thấy một ông khoe với tôi, thưa cha, từ ngày có cha xứ mới về, cha quy tụ được mọi người, thấy mọi người đến với Chúa trong nhà thờ này hay lắm. Bây giờ các bà cũng vậy thôi, là đáng lẽ thì đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Nghe vậy là các bà buồn lắm, nhưng tôi xin đổi lại, đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng hát vang thánh đường. Hát vang thánh đường, cầu nguyện giống cái lưỡi của Thánh Anton. Hôm nay tôi chỉ nói về cái lưỡi thôi, mỗi cái lưỡi của Thánh Anton thôi, để chúng ta cầu nguyện cho nhau, để chúng ta nâng đỡ nhau, để trong cuộc sống này chúng ta có cuộc sống đoàn kết yêu thương nhau hơn. Bây giờ nó có vấn đề nữa là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Vợ chồng rồi, con cái rồi, phải có mẹ chồng nàng dâu tí nó mới hay. Mẹ chồng nàng dâu thì cái cô này cô về cô xây dựng gia đình về chỗ này, bởi vì trước là bà mẹ bà không đồng ý, bà bảo mày, ui rồi mày lấy con ấy về là chỉ nó làm bà dâu chứ không phải con dâu đâu, mày lấy về mày chết ấy. Cô này tức lắm, tức mẹ chồng là từ tức từ lâu rồi. Thế là về về khổ cái là xin lỗi là bà mẹ chồng ấy là cũng lúc đầu ấy là ốm, xong con dâu nó nấu bát cháo lên. Con dâu nó bắt cháo lên, nhấm thấy, úi giời ơi, chị nấu cháo cho người ốm mà chị nhấu thế này, nó mặn như là như ăn làm sao được. Bê xuống. Con bê xuống, thế là đấy em đem chồng nó bảo, thế bà, con dâu này xuống mặt xị ra. Nó hỏi chị sao thế? Bảo đấy, chị nấu cháo toát mồ hôi ra, mẹ lên mẹ chê, xong mẹ bỏ xuống mẹ không ăn. Ở chị đưa tôi, chị đưa em. Thế là cô em nó đưa lên bát cháo như vậy, nó đưa lên cho mẹ. Mẹ bảo đây, con gái ta nó nấu nó khác, nó ngon thế này cơ mà. Thế đưa em dâu nó bảo, đưa em dâu đem chồng nó bảo, mẹ vừa thôi mẹ. Cùng bát cháo ấy, con không phá cái gì vào đâu. Cùng chị mang lên lúc nãy, bây giờ con mang lên. Thôi chị, mẹ cố gắng đấy, yêu thương chị đấy, động viên chị. Ây, đứa con dâu tốt à. Con đưa em chồng, cứ nói là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Chứ ôi, bà cô bên chồng tốt à. Thế thì cô này cũng tức lắm. Cô mới đến kêu ông bác, kêu ông làng là ông cậu. Cậu ơi cậu, mẹ chồng cháu là cay nghiệt với cháu lắm. Bà không ưa cháu từ lâu rồi. Bây giờ cháu chỉ cầu mong cho bà chết sớm thôi. Cậu làm cái nào cho bà để bà chết sớm cho cháu cái. Ông cậu bảo ơi, làm chết sớm thì cậu cháu mình đi tù hết à? Mà không, cũng lắm đâu, cũng lắm. Mà bây giờ thế này, tao bảo ta bày cho mày cái này, nếu mày làm muốn cho bà chết ấy, là chết từ từ thôi cơ. Chết từ từ thì bà ấy không nghi ngờ cho cậu cháu mình. Bây giờ này nha, trước hết cậu cắt cho cháu cái loại thuốc này. Cứ về nấu cơm thật ngon, canh thật dẻo, chứ nói cơm thật dẻo, canh thật ngon vào, các thứ nó ngon vào, mỗi lần rắc vào đấy một ít thuốc này. Bà dần dần bà chết, nhưng mà để cho bà không phát hiện và ngoài không phát hiện được thì phải đối xử tuyệt đối tốt với bà. Khi đi em hỏi, khi về em chào, mẹ em chúm chím lại có yêu không nào, đúng không? Ây, rồi là cố gắng đi về, về nhà, bên nhà ngoại về thì cố gắng mang cái gì về biếu mẹ đi. Rồi mà hay là cô này cũng về thực hiện đúng như thế, về lúc nào mặt cũng tươi, lúc nào ông chào hỏi mẹ, rồi đi đâu về là có quà cho mẹ, rồi thỉnh thoảng sinh nhật mẹ nó cứ rồi tổ chức sinh nhật mẹ mùng 8 tháng 3 cho mẹ nữa. Rồi bà này bảo ôi giời, sao con dâu mình tự nhiên nó tốt thế nhỉ? Thế đi khắp cái nơi bảo ôi giời, nó thật với con bà chứ tôi chưa thấy đứa con dâu nào nó tốt như con dâu nhà tôi. Bây giờ nó thổi cơm dẻo á, canh nó ngọt lắm mà nhất là mặt nó lúc nào cũng tươi, đúng là nhà tôi có phúc thật. Thế là cô con dâu cũng thấy mẹ chồng đối xử tốt với mình, lại sang hỏi rồi sao mẹ chồng cháu giờ này tốt thế nhỉ, giờ này thế nào cũng đi đâu cũng khen cháu, đi đâu cũng lại vui vẻ với cháu, không như ngày xưa cái gì cũng chê cháu. Mà thấy bà này, bà thấy bà mẹ chồng chả thấy ốm đi gì cả, với chạy sang với ông cậu giúp cháu với. Bảo sao, bảo bây giờ ngày trước cậu cắt thuốc độc cho mẹ cháu, bây giờ làm cách nào bây giờ? Bây giờ mẹ cháu chết thì cháu chết mất thôi. Mẹ cháu tốt lắm, bây giờ cậu làm cách nào được? Ông cậu bảo, yên tâm, không sao đâu. Yên tâm, cái thuốc mà ta cắt cho cháu là thuốc bổ đấy. Thuốc bổ đấy, chứ không phải thuốc độc đâu. Nhưng mà nó quan trọng là cái đổi ở tâm hồn cháu và cái miệng lưỡi cháu.
nó tốt thì tương quan vợ chồng, anh chị em, mẹ chồng nàng dâu nó cũng tốt. Nên hôm nay chúng ta không bị thị rằng Kinh Thánh Anton hay Kinh Thánh Anna, tất cả Anna hay là Anton đều là những tấm gương sáng để giúp chúng ta noi theo, để chúng ta làm việc sống đúng với người rao giảng tin mừng. Và mỗi người là mục tử nhân lành, chứ không phải chỉ có các cha, nhưng mỗi người là mục tử nhân lành của chính mình và của người khác. Noi gương Thánh Anton là bổn mạng, là đấng hay làm nhiều phép lạ, hay làm nên những phép lạ đời thường ngay trong gia đình chúng ta và trong xứ sở của chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ sống xứng đáng là con cái Chúa và những người mà được Chúa chúc phúc, được Thánh Anton nâng đỡ và được mọi người trong vùng này ca ngợi. Giáo xứ đại hội, giáo họ đại hội, hay giáo xứ đại hội, hay giáo khu này là những con người sống tốt lành, thánh thiện, xứng đáng là một giáo dân tốt và một công dân tốt. Mong được như vậy. Amen.